Vâng, em Thảo Đủ Bẫy gửi lời chào tới các bác, các anh em. Hôm nay một cái video ngắn về cái bộ đồ bắt ong rừng. Và ở cái bộ đồ hôm nay thì bên đơn vị em sẽ gửi tới các bác rất chi là rẻ. Bởi vì đây là một cái bộ quần áo rất chi là tốt dành cho các bác nhà mình đi bắt ong rừng, ong khoái, ong đất. Bộ quần áo ong này là bộ quần áo dàn di. Đấy, như các bác nhìn thấy thì đây là một cái bộ quần áo liền ủng, liền tay. Thì em cũng nói luôn nhé, cái bộ này bình thường là các bác đang mua là giá là 1 triệu đồng trên một bộ. Hôm nay bên đơn vị em sẽ vừa bán vừa tặng các bác luôn. Chỉ lấy các bác giá hơn một nửa tiền một chút thôi các bác nhé. Đấy, các bác nhìn đây là tay liền này, tay cao su liền và ủng liền, dài đây, dài chân đỉnh này. Và với mỗi một cái áo ong như thế này thì sẽ đi theo một mũ bảo hộ. Đây là cái mũ bảo hộ này, tặng theo một đôi găng tay này. Đấy, tặng theo một cái mặt nạ chống độc này. Đấy, đây là cái bộ kèm theo của cái bộ quần áo bắt ong rừng. Bộ này thì chất liệu của nó là cao su này. Đấy, cao su liền rất chi là dày dặn nhé. Và sẽ có những cái lỗ thoáng như thế này. Bộ quần áo bắt ong rừng này thì bên đơn vị em Thảo sẽ gửi và ship trên toàn quốc. Thì tùy theo số các bác nhé. Hiện tại thì em còn có 6 bộ. Thì thường là em có 41 và 42. Đấy, kích thước vừa vặn nhất để cho các bác nhà mình sử dụng. Thế trong cái vụ đi bắt ong rừng thì cái bộ quần áo này đơn vị em sẽ sale nhá, có đúng 6 bộ thôi. Đấy, các bác mua bình thường là 1 triệu. Hôm nay em sẽ để cho các bác giá sẽ là 650.000 đồng miễn phí ship. Đấy, bác nào mà xem được video mà đang quan tâm thì hãy liên hệ ngay nhá. Bởi vì không bao giờ có giá thấp như vậy. Bởi vì cái mùa bắt ong này thì các bác mua một vụ có thể sử dụng được mấy vụ. Đấy, và cái bộ quần áo ong này thì đợt này bên em đang cháy hàng và hết. Nhưng mà nó còn có 6 bộ này thôi. Số thì nó cũng không còn đủ size, đủ số nữa. Thế cho nên là để cái giá như vậy để cho các bác. Thế bác nào mà cân nặng bao nhiêu, nặng bao nhiêu và mặc kích thước nào, hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại đây nhé. Em sẽ tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác. Giá thanh lý, miễn phí ship luôn nha các bác nhé. Đấy, không một cái video nào rẻ hơn được nữa. Đấy, bác nào mà đang quan tâm tới đồ đi bẫy của bên đơn vị em Thảo, đừng quên nhấn like, chuông và nhất là đăng ký kênh ở ngay cạnh góc màn hình. Thì các bác đang theo dõi cái video này và thấy cái bộ quần áo này rất chi là hợp lý, giá cả hợp lý, hãy gọi điện tới đầu số điện thoại em để trên màn hình này. Đấy là số điện thoại em tư vấn và cũng như là đưa tới các bác những cái sản phẩm rất chi là hay của đơn vị em. Riêng quần áo bắt ong này thì nó sẽ là cái bộ nó không size, không số, nó không còn nhiều nhá. Đấy, cho nên là đơn vị em muốn xả rất chi là rẻ để các bác nhà mình mua. Cái bộ này thường có lúc các bác mua tới phải 1 triệu mốt một bộ cơ. Đấy, nhưng đã đến với đơn vị em Thảo thì các bác sẽ được mua cái giá rất chi là tốt. Đấy, đây là bao tay này. Đấy, bộ này em sẽ gửi và ship trên toàn quốc các bác nhé. Một cái bộ quần áo rất chi là chất lượng. Đấy, một cái video ngắn này thì em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Liên hệ luôn nhé, qua đầu số điện thoại này. Liên hệ trực tiếp luôn để em gửi giá thấp nhất cho các bác nhà mình. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.